Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối khí lạnh sẽ tiếp tục suy yếu và rút về phía đông. Tại Bắc Bộ, vì thế vẫn nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm mai tiếp tục tăng nhẹ, phổ biến từ 12 đến 15 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 11 độ. Sang ngày mai, thời tiết tạnh giáo, trưa và chiều trời hứng nắng, nhiệt độ sẽ tăng hơn so với ngày hôm nay, phổ biến ở ngưỡng 18 đến 21 độ. Toàn vùng ở ngưỡng trời rét, chỉ cục bộ một số nơi vùng núi là vẫn còn rét đậm. Không khí lạnh suy yếu cũng khiến cho cường độ gió đông bắc ở miền Trung yếu hơn. Dự báo trong đêm nay cả miền Trung chỉ có mưa ở một vài nơi, nhiệt độ cũng sẽ có xu hướng tăng dần. Với khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ ban đêm tăng lên từ 15 cho đến 18 độ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đến trưa chiều trên khu vực giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ tăng lên ngưỡng là 20 cho đến 23 độ. Trong khi đó, với các tỉnh ở phía nam của đèo Hải Vân, trời ít mây hơn, mưa cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào ban đêm, còn ban ngày trời có nắng. Nhiệt độ khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến từ 24 cho đến 27 độ. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất ngày mai trong khoảng 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết đặc trưng của mùa khô, đó là ít mưa. Ở Tây Nguyên, về đêm và sáng trời vẫn rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất ban đêm dao động từ 22 đến 25 độ. Còn ban ngày, ở Tây Nguyên thời tiết dễ chịu với mức nhiệt trưa chiều mai là từ 27 cho đến 30 độ. Tuy nhiên, tại Nam Bộ, mức nhiệt ngày mai là từ 32 đến 34 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông có nhiệt độ cao hơn. Trên biển, không khí lạnh suy yếu. Trong đêm nay và ngày mai, gió trên các vùng biển tiếp tục giảm hơn. Trên khu vực Biển Đông sẽ duy trì gió Đông Bắc đến Đông với cường độ ở mức cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1m75 cho đến 2m và biển không động. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng có gió Đông Bắc đến Đông, cường độ yếu hơn ở mức cấp 3, cấp 4, sóng biển thấp từ 0,5 đến 1,5m. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.